Bất kể kết quả bầu cử Mỹ, Nga tuyên bố khẳng định niềm tin chiến thắng tối đa trước Ukraine và phương Tây dịu dã. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Hiểu rõ trong 5 phút. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu sự quan tâm của cả thế giới khi nó không chỉ định đoạt tương lai của nước Mỹ mà còn có thể thay đổi cục diện tại các điểm nóng toàn cầu, từ Ukraine cho đến Đài Loan. Cuộc đua không liệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu đang tạo ra nhiều dự đoán và tranh luận, đặc biệt là khi các sự kiện quốc tế ngày càng leo thang căng thẳng. Trong bối cảnh này, Nga đã mạnh mẽ khẳng định niềm tin vào một chiến thắng tối đa tại Ukraine, bất kể ai sẽ bước vào nhà trắng. Thái độ kiên quyết của Moscow cho thấy rằng họ sẵn sàng đối đầu lâu dài và không thể để cuộc xung đột bị đóng băng bởi các thỏa thuận tạm thời. Liệu Mỹ, dưới sự lãnh đạo của các vị tổng thống mới, có thay đổi đường lối hỗ trợ cho Ukraine và định hình lại trật tự quốc tế? Cùng chúng tôi khám phá các hoạt động tiềm năng của cuộc bầu cử này trong video ngày hôm nay nha! Cuộc đua không điệt giữa Trump và Harris ai sẽ định hình tương lai nước Mỹ và thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra với mức độ kịch tính hiếm thấy khi hai ứng cử viên hàng đầu, cựu tổng thống Donald Trump và đương kim phó tổng thống Kamala Harris đang bám sát nhau từng chút một tại các bàn chiến trường. Các cuộc thăm dò cho thấy cả hai đang giành giật từng phần trăm ủng hộ với tỷ lệ gần như ngang nhau. Cuộc đua này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận chiến căng thẳng nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Tuy nhiên, Điều khiến cuộc đua giữa Trump và Harris trở nên gay cấn hơn là sự khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận của họ đối với những vấn đề cốt lõi từ chính sách đối nội đến đối ngoại. Trump, với phong cách quyết đoán và chủ trương nước Mỹ chuyển hết, cam kết sẽ giảm thiểu gánh nặng toàn cầu để tập trung vào lợi ích trong nước. Ông đã nhiều lần chỉ trích cách Mỹ can dự quá sâu vào các cuộc xung đột, cho rằng việc này chỉ làm hao tốn ngân sách quốc gia và ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân. Trump đề xuất cách tiếp cận thực dụng hơn yêu cầu các đồng minh như NATO hay Nhật Bản tự đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng thay vì phụ thuộc vào sự bảo trợ của Mỹ. Ông còn cam kết tìm cách nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine mặc dù chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc duy trì viện trợ quân sự cho nước này. Ngược lại, camera Harris đại diện cho sự tiết nối chính sách của chính quyền Biden với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ và tăng cường hợp tác với các đồng minh. Harris đã nhiều lần bày tỏ lập trường cứng rắn với Nga và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, giúp Kiev đứng vững trước các cuộc tấn công của Moscow. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, đồng thời cam kết bảo vệ các quyền lợi của đồng minh và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở các khu vực như Đông Âu và Châu Á. Harris cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Nga và có thể sẽ đưa ra nhiều chính sách quyết liệt hơn để đối phó với Trung Quốc. Với các lập trường khác biệt rõ ràng như vậy, cử tri Mỹ đang đứng trước một lựa chọn quan trọng. Quyết định của họ sẽ không chỉ định hình tương lai của nước Mỹ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cục diện chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động từ căng thẳng tại Ukraine, Đài Loan cho đến Trung Đông, cuộc đua khốc liệt giữa Trump và Harris chắc chắn sẽ tạo nên những tác động sâu rộng không chỉ trong nhiệm kỳ 4 năm tới mà còn có thể kéo dài lâu hơn nữa. Đây thực sự là cuộc bầu cử quyết định không chỉ số phận của nước Mỹ, mà còn cả tương lai của trật tự quốc tế trong giai đoạn mới đầy biến động này. Nếu Trump đắc cử, cách tiếp cận toàn cầu mới và những chuyển biến đầy ý thức. Nếu cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, thế giới có thể chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách Mỹ tiếp cận các vấn đề quốc tế với chiến lý "nước Mỹ trên hết". Trump từng nhiều lần nhấn mạnh rằng các đồng minh của Mỹ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính họ thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Thời kỳ Trump làm tổng thống trước đây đã minh chứng rõ điều này khi ông yêu cầu các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng và kêu gọi các nước đồng minh ở châu Âu và châu Á tự chịu trách nhiệm hơn về quốc phòng của mình. Trong bối cảnh hiện tại khi cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang diễn ra khốc liệt, Trump có thể sẽ thúc giục châu Âu gánh vác phần lớn gánh nặng hỗ trợ Kyiv đối phó với Nga. Quan điểm của ông là rõ ràng: Ukraine nằm gần với châu Âu hơn là Mỹ và vì vậy các nước châu Âu nên chủ động đảm bảo an ninh khu vực của mình thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông đắc cử, ông sẽ tìm cách chấm dứt cuộc xung đột nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ông cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine một cách chắc chắn. Thay vào đó, ông từng ám chỉ rằng sẽ cân nhắc các điều kiện đàm phán với Nga để đạt được một giải pháp hòa bình nhằm tránh thêm thiệt hại không cần thiết cho tất cả các bên liên quan. Trump cũng cho rằng châu Âu cần chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc duy trì an ninh tại khu vực và nếu ông quay lại Nhà Trắng, không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục thúc ép các nước châu Âu tăng đầu tư vào quốc phòng. Việc Mỹ giảm gánh nặng trong các cuộc xung đột quốc tế và tập trung vào lợi ích nội địa là điều mà Trump từng nhấn mạnh. Và ông có thể tiếp tục theo đuổi đường lối này nếu tái đắc cử. Ngoài Ukraine, Trung Quốc là một trong những quốc gia mà Trump nhắm đến trong chính sách đối ngoại của mình. Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc vì các hoạt động thương mại không công bằng và hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ, cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của Mỹ. Nếu trở lại làm Tổng thống, Trump có thể sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để kiểm chế Trung Quốc, bao gồm việc hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ và áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và quân sự của Bắc Kinh. Mục tiêu của ông là hạn chế Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ nước này. Bên cạnh đó, Trump có thể yêu cầu Đài Loan tăng cường đầu tư quốc phòng, coi đây là một yếu tố trong chiến lược đàm phán với Trung Quốc. Đài Loan có thể được xem là quân cờ trong bàn cờ địa chính trị của Trump, một công cụ để Mỹ đàm phán những lợi ích lớn hơn với Bắc Kinh. Thay vì cam kết bảo vệ Đài Loan và vô điều kiện, Trump có thể sử dụng mối quan hệ với Đài Loan như một yếu tố mà cả để đạt được lợi ích chiến lược lớn hơn. Điều này cho thấy Trump có thể linh hoạt trong cách tiếp cận đối ngoại nhưng cũng mang đến nhiều biến động và khó đoán. Với phong cách quyết đoán và quan điểm thực dụng, Trump không ngần ngại đưa ra các quyết định cương rắn nếu ông tin rằng chúng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ sự tập trung vào đương mỹ trên hết có thể khiến các đồng minh của mỹ phải tự đảm bảo an ninh của mình nhiều hơn, đặc biệt là ở châu âu và châu á. điều này sẽ buộc nato, nhật bản, hàn quốc và đài loan phải đầu tư mạnh hơn vào quốc phòng, trong khi mỹ giảm bớt gánh nặng về chi phí và nguồn lực quốc phòng cho các khu vực này. nếu Harris đắc cử, tiếp nối và mở rộng chính sách đối ngoại của Biden. nếu phó tổng thống Kamala Harris đắc cử. Chính sách đối ngoại của Mỹ có thể sẽ duy trì ổn định và tiếp nối những định hướng mà chính quyền Biden đã đặt ra, đặc biệt là trong quan hệ với các quốc gia như Ukraine và Nga. Harris đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Ukraine, giữ vững lập trường cương rắn với Nga và tiếp tục củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh trong NATO. Với sự tiếp nối này, Harris kỳ vọng sẽ tạo dựng một nền ngoại giao vững chắc bảo vệ quyền lợi của các đồng minh châu Âu trước áp lực từ Nga. Điều này đồng nghĩa rằng, nếu đắc cử, Harris có khả năng sẽ duy trì và thậm chí mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm tăng cường sức ép lên Moscow. Bằng cách gia tăng các lệnh trừng phạt, bà hy vọng làm suy yếu khả năng kinh tế và quân sự của Nga trong dài hạn. Tuy nhiên, những cam kết này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải tiếp tục dành một khoản ngân sách lớn cho các chương trình viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong bối cảnh ngân sách quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, các khoản chi tiêu khổng lồ, việc duy trì các gói hỗ trợ quốc phòng như vậy có thể tạo áp lực không nhỏ lên kinh tế Mỹ, đồng thời gây tranh cãi trong nội bộ về ưu tiên phân bổ ngân sách. Không chỉ ở châu Âu, Harris cũng cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì mối quan hệ đặc biệt với Israel. Bà nhấn mạnh rằng đảm bảo an ninh cho Israel là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Điều này có thể khiến bà được sự ủng hộ từ cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái và các tổ chức vận động hành lang ủng hộ Israel. Tuy nhiên, quyết định này cũng đi kèm với những thách thức lớn khi cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo tại Mỹ đang bày tỏ sự không hài lòng, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Gaza vẫn tiếp diễn. Chiến dịch của Harris đã vấp phải không ít sự chỉ trích khi bà đưa ra những cam kết mâu thuẫn, trong khi quảng cáo tại Michigan thể hiện cam kết bảo vệ Israel, thì ở Pennsylvania bà lại hứa hẹn sẽ hỗ trợ quyền tự quyết của người Palestine. Điều này đã tạo ra sự hoài nghi từ cả hai cộng đồng. Người dân tại các bang chiến trường, đặc biệt là những cử tri quan tâm đến các vấn đề Trung Đông, sẽ theo dõi chặt chẽ cách mà Harris có thể cân bằng những cam kết này nếu bà thắng cử. Nga kiên định mục tiêu chiến thắng tối đa tại Ukraine dù kết quả bầu cử Mỹ ra sao. Bất kể kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 như thế nào, Nga đã nhấn mạnh rằng chiến lược và mục tiêu quân sự của họ tại Ukraine sẽ không thay đổi. Moscow và không chỉ kiên định với mục tiêu giành chiến thắng tối đa mà còn xác định rõ ràng rằng chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được toàn bộ các mục tiêu mà họ đã đề ra. Trong một bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc gần đây, đại diện thường trực của Nga, ông Vasily Nebesia, đã khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ không dừng lại cho đến khi Ukraine được phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Ông Nebesia có lưu ý rằng, quan điểm của Moscow và, nếu không có sự can thiệp và hỗ trợ quân sự từ phương Tây, quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn buộc họ phải rút lui trước sức ép từ Nga. Dù Kiev vẫn đang cố gắng kháng cự, nhưng ông Nebensia khẳng định rằng tình hình chiến trường ở Donbass và một số khu vực khác đã trở nên bất lợi cho quân đội Ukraine. Điều đặc biệt là Nga tỏ rõ quyết tâm không để tình trạng đóng băng xô đột lặp lại, tức là không có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào để Ukraine tái vũ trang. Theo quan điểm của Nga, những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời như trước đây chỉ tạo cơ hội để Kiev củng cố lực lượng và nhận thêm viện trợ quân sự từ phương Tây, từ đó kéo dài xung đột. Nga muốn đảm bảo rằng khi chiến dịch quân sự kết thúc, Ukraine sẽ không có khả năng gia nhập NATO và phải duy trì một chính sách phi quân sự hóa nhằm ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa an ninh nào có thể phát sinh từ quốc gia láng giềng này trong tương lai. Quan điểm cương rắn này của Moscow cho thấy sự kiên quyết trong mục tiêu chiến lược tại Ukraine và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống kể cả khi Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự. Nga không cho phép sự thay đổi chính quyền tại Nhà Trắng ảnh hưởng đến quyết tâm quân sự của mình. Ngay cả khi Mỹ dưới sự lãnh đạo mới có thay đổi chiến lược, Moscow vẫn cam kết theo đuổi chiến dịch quân sự của mình đến cùng, đảm bảo rằng không có điều kiện nào có thể làm lung lay mục tiêu của họ. Nga đang gửi một thông điệp rõ ràng tới phương Tây, chiến thắng toàn diện tại Ukraine là mục tiêu cuối cùng và Moscow sẽ không lùi bước. Bằng cách kỳ định với mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, Nga không chỉ tìm cách đảm bảo an ninh cho mình mà còn muốn khẳng định vị thế mạnh mẽ trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trong mắt Nga, bất kể Mỹ tiếp tục viện trợ hay thậm chí cắt giảm viện trợ cho Ukraine, mục tiêu của Nga tại khu vực này sẽ không thay đổi. Căng thẳng tại các điểm nóng khác, Đài Loan, Trung Đông và Biển Đông Bên cạnh Ukraine, kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 còn có thể tác động mạnh đến các khu vực nóng bỏng khác trên thế giới như Đài Loan, Trung Đông và Biển Đông. Tại Đài Loan, căng thẳng với Trung Quốc không ngừng gia tăng khi Bắc Kinh liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn quanh đảo này. Động thái này không chỉ làm phô trương sức mạnh mà còn là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang sẵn sàng cho những tình huống căng thẳng có thể xảy ra. Nếu Donald Trump đắc cử, Đài Loan có thể phải tăng cường ngân sách quốc phòng và tự nâng cao năng lực phòng thủ nhiều hơn. Vì Trump được dự đoán sẽ giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào xung đột, đồng thời yêu cầu các đồng minh tự chịu trách nhiệm nhiều hơn. Ngược lại, nếu Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ, có thể sẽ tiếp tục duy trì chiến lược mơ hồ với Đài Loan, cam kết hỗ trợ mà không đưa ra lời hứa hẹn bảo vệ rõ ràng, giúp duy trì hòa bình trong khu vực mà không kích động Trung Quốc. Ở Trung Đông, xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc chiến này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và người hồi giáo, đặc biệt là tại các bang có cộng đồng này đông đảo như Michigan. Cả Trump và Harris đều cam kết ủng hộ Israel, nhưng cách tiếp cận có thể sẽ khác nhau. Harris tuyên bố sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Biden trong việc hỗ trợ an ninh cho Israel. Điều này sẽ củng cố quan hệ với các nhóm vận động hành lang do Thái tại Mỹ. Tuy nhiên, bà cũng phải đối mặt với áp lực từ phía các cử tri gốc Ả Lập, những người mong muốn Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của người Palestine. Trong khi đó, Trump từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel, và duy trì lập trường thân thiện với các chính sách cứng rắn của quốc gia này. Nếu Trump đắc cử, chính sách của Mỹ tại Trung Đông nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào hỗ trợ Israel, đồng thời ít can dự vào các vấn đề của Palestine, khiến các xung đột tại giải Gaza và khu vực này khó có triển vọng hạ nhiệt. Tại Biển Đông, Mỹ dưới thời Harris có thể sẽ duy trì các cam kết hiện tại với cả các nước ASEAN, tăng cường sự hiện diện quân sự để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Ngược lại, Trump có thể giảm bớt sự hiện diện trực tiếp và yêu cầu các nước trong khu vực phải tự bảo vệ lợi ích của mình. Nhìn chung, dù kết quả bầu cử thế nào, các điểm nóng như Đài Loan, Trung Đông và Biển Đông vẫn sẽ là những khu vực đối đầu chiến lược, chịu nhiều tác động từ đường lối chính sách của tân tổng thống Mỹ. Tóm lại, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 là một sự kiện có tác động sâu rộng không chỉ đối với nước Mỹ mà còn đối với thế giới, với các chính sách đối ngoại khác biệt giữa hai ứng viên, thế giới có thể sẽ chứng kiến những thay đổi lớn trong các mối quan hệ quốc tế từ cuộc chiến tại Ukraine, tình hình tại Đài Loan đến xung đột tại giải Gaza. Về phía Nga, họ đã khẳng định rằng bất kể ai lên làm Tổng thống Mỹ, mục tiêu của họ tại Ukraine vẫn sẽ không thay đổi. Điều này cho thấy rằng nếu Trump hay Harris giành chiến thắng, cả hai đều phải đối mặt với một thách thức lớn từ phía Nga cũng như từ những căng thẳng khác đang gia tăng tại châu Á và Trung Đông. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Hiểu Rõ trong 5 phút. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để cập nhật các tin tức quốc tế mới nhất cũng như hiểu rõ hơn về những tác động của cuộc bầu cử mỹ đối với các vấn đề toàn cầu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo